Rồi chào bà con nghe, bữa nay giới thiệu bà con Mitsubishi nè. MG90, đẹp cực kỳ bà con ơi. Đây MG90. Quá đẹp luôn nè. D900. Có đề luôn nè con. Con này đẹp cực kỳ luôn nè. Chưa chùi rửa nha. Là đèn hai bóng đèn á con. Đèn hai bóng. Đây. 9HP, 2400 vòng trên phút, có đề. Ôi bộ bổng mới chát. Con này đẹp, có bình bổng luôn nè. Bình bổng đề, con này còn đẹp rồi con. Quá đẹp luôn. Nó dạng cũng giống như là CT601 với con. À, CT601 cũng giống nè. MG90 D900 có đề. Nhưng là nó bét kim mà con. Đúng rồi, nó bét kim mà con. À. Bét kim nha, bét kim là bét tiết kiệm dầu á. Đây D900. Đẹp nha, con này chưa rửa nha, chưa rửa đẹp đấy. Con này 6 số tới, 2 số ve, 2 số xới. Số đúp nữa đó bà con, có số đúp nó thành 12 số. Rất đẹp bà con ơi, D900. Ồ, con này xài tới quay rồi còn luôn nè. Ồ, con này có nhu cầu alo nha, 0886356707. Ồ, bô bổng ít xài nè. Đẹp, kinh khủng. Cái này là vỏ không gột bà con, vỏ có còn rất đẹp. Vỏ không gột, bà con cứ dán keo lấy bơm thôi. Vỏ không gột, bây giờ sẽ gõ không gột bà con. Ở trong còn đẹp hơn nè. Con này chắc chạy rồi. D900 nè. Hai đèn nè, đây là hai đèn, phải không? Hai đầu đèn bà con. Rồi, rửa đây. 2600 vòng. Bét kim. Quá đẹp luôn. Rồi con nào có nhu cầu luôn nè, 0886356707. Quá đẹp bà con à. Có đề luôn nè con, vừa đề chạy luôn cái học để bình đây nè. Mua bình chừng 30 me để vô bên kia. Này còn nguyên vẹn tem bọng luôn nè. Dây điện còn tem luôn, mã số luôn. Không tắt luôn à. Ờ, con này có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đẹp rồi con ạ.